5 lý do nên nuôi con bằng sữa mẹ. 5. Tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nếu uống sữa công thức thì 1 tháng mất khoảng 2 đến 5 triệu tiền sữa. Chưa kể sẽ mất thêm tiền mua bình sữa, máy hâm sữa, máy hút sữa, thậm chí là máy pha sữa. Nếu uống sữa mẹ thì 1 tháng chỉ mất khoảng 3 đến 700 nghìn tiền lợn sữa và vitamin bú thôi. Thứ tư, giải phóng sức lao động. Khi con ăn sữa ngoài thì đêm hôm mẹ sẽ phải lạch cạch đi đun nước, pha sữa, bế con để cho con uống đúng tư thế. Sau đấy phải đi rửa bình, tiệt trùng và cất vào nơi khô ráo. Nếu mẹ nào có phước ấy thì nhờ được chồng, còn không thì tự làm. Chưa kể mỗi lần đi đâu lại phải xách theo một đống đồ. Còn nếu con bú mẹ, đêm con khóc chỉ cần nằm cho con ti thôi. Bế con đi đâu cũng rất đơn giản bởi vì thức ăn luôn có sẵn và nóng hổi. Thứ ba đấy là tăng mối liên kết giữa con và mẹ. Thực sự rất đáng tiếc nếu mẹ nào không có cơ hội cho con ti. Bởi vì cảm giác mà cho con ti xong rồi mắt con cứ lim dim phê sữa, cực kỳ là hạnh phúc. Nó thật là không phải chỉ có con nghiện ti đâu mà mẹ cũng nghiện cho con ti đấy. Thứ hai, cho con ti giúp giảm cân nhanh và hiệu quả. Mẹ Rofi ngày xưa lên bàn mổ là tăng 21 cân và đến bây giờ thì giảm khoảng 15 cân rồi. Chỉ cho ti thôi chứ không tập luyện gì đâu. Và cái đầu tiên cũng như quan trọng nhất, đấy là sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Điều này ai cũng biết mà mọi người lại từ chối hiểu. Giống như nhà bạn này này, tại sao sữa mẹ có mà phải cho con đi uống sữa của con bò? Sữa mẹ là tốt nhất cho sự tiêu hóa và hấp thu của con. Không có loại sữa công thức nào tốt hơn sữa mẹ.